Làm thế nào để biết camera an ninh nhà mình có đang bị kẻ xấu theo dõi hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời với anh Nguyễn Hữu Cường, là trưởng ban điều hành diễn đàn an ninh mạng của tập đoàn BKAV. Xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời anh cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn clip ngắn sau đây của phóng viên chúng tôi. Đó có lẽ là tình huống mà không một gia đình nào mong muốn, bị phát tán cảnh riêng tư lên mạng xã hội. Mà theo một số thông tin, việc lộ thông tin là do thợ lắp đặt camera mà ra. Hiện nay, việc lắp camera ngày càng trở nên phổ biến tại các công ty, cửa hàng hay tại các gia đình với mong muốn có thể tránh rủi ro, phòng ngừa tội phạm. Tuy nhiên, theo Cục An toàn Thông tin, trong hơn 316.000 camera giám sát tại Việt Nam đã được kết nối công khai trên mạng, tính đến cuối năm 2017, khoảng 147.000 camera, tức là 65%, tồn tại lỗ hổng bảo mật. Vâng, thưa anh, là theo một thống kê từ Cục An toàn Thông tin thuộc Bộ Thông tin Truyền thông thì có tới 60% camera an ninh ở Việt Nam hiện nay có sơ hở và có thể bị kẻ xấu lợi dụng những sơ hở này. Là một đơn vị bảo mật có uy tín thì không biết là BKAV có nghiên cứu hay là thống kê gì về cái lĩnh vực camera an ninh không? Vâng, dĩ nhiên rồi thì BKAV định kỳ hàng quý thì đều có những cái bản tin an ninh mạng cảnh báo đến cộng đồng. Thì trong bản tin cảnh báo vào quý 3 tháng 10 năm 2016 thì BKAV đã có một nội dung cảnh báo liên quan đến các camera an ninh, thì có tới 76% những camera an ninh ở Việt Nam tồn tại lỗ hổng và có nguy cơ bị khai thác. Nghĩa là con số còn lớn hơn con số thống kê 60%, 76% camera an ninh ở Việt Nam có lỗ hổng, thực sự là một con số rất là lớn, khiến nhiều người mà đang lắp camera an ninh ở nhà thì rất là lo lắng. Vậy thì việc mà camera an ninh ở trong nhà rất dễ bị kẻ xấu truy cập, nguyên nhân từ đâu? Liệu có phải là từ việc chúng ta lựa chọn cái hãng sản xuất camera đó? Ví dụ như có nhiều ý kiến cho rằng là camera an ninh mà rẻ tiền thì sẽ dễ bị đột nhập hơn, hay là do cái khâu lắp đặt của chúng ta? Thực ra thì về cái thiết bị rẻ tiền cũng là một trong những nguyên nhân làm camera của chúng ta có thể bị truy cập từ xa. Tuy nhiên thì còn những nguyên nhân khác như là thiết bị tồn tại lỗ hổng bảo mật, hoặc là chúng ta thiết lập không đúng cách sử dụng những tài khoản mật khẩu mặc định, hay là chúng ta là bị những như trong clip là những thợ lắp đặt camera cố tình lưu lại những cái tài khoản mật khẩu của chúng ta. Thì đấy là những cái con đường mà có thể bị khai thác. Như vậy là không chỉ là các camera giá thành rẻ này, hàng trôi nổi, ngoài ra thì trong cái khâu lắp đặt của chúng ta hay là cái khâu mà chúng ta sử dụng vận hành, chúng ta không đổi mật khẩu chẳng hạn, rất là nhiều những sơ hở có thể khiến camera an ninh của gia đình chúng ta dễ dàng bị đột nhập, không an toàn một chút nào. Vậy thì theo anh là cái con đường chúng tôi vừa đề cập ở phần đầu chương trình ý, đó là việc các thợ lắp camera cố tình lưu lại mật khẩu để dễ dàng đột nhập và xem những hình ảnh riêng tư của gia chủ, thì việc này được thực hiện như thế nào? Nó có dễ hay không? Thực ra việc này với các thợ lắp đặt thì khá là dễ dàng, vì người dùng khi mà chúng ta gọi cái dịch vụ lắp đặt camera thì là do bận nên thường phó mặc cái dịch vụ đó cho thợ kỹ thuật tự cài đặt, và sau đó thì bên kỹ thuật chỉ cung cấp cho người dùng những tài khoản mật khẩu để truy cập vào hệ thống camera của chúng ta thôi, thì đồng thời là họ cũng lưu lại những cái tài khoản của chúng ta luôn, nên về nguyên tắc thì đều có thể truy cập từ xa được, cả phía người dùng và về phía những nhân viên kỹ thuật kia. Ngoài thói quen mà phó mặc cho thợ lắp camera, và gần như là chúng ta không có một cái kiến thức nào cơ bản về việc bảo mật khi mà lắp camera an ninh tại gia đình như vậy, thì còn có những cái sai lầm hay là những sơ hở nào khác của các gia chủ khi mà lắp camera khiến cho việc là camera an ninh ở tại gia đình thì không hề riêng tư bí mật chút nào? Ngoài cái nguyên nhân kể trên thì cũng có thể nhắc tới như là người dùng sử dụng những cái tài khoản mật khẩu mặc định từ nhà cung cấp đưa cho chúng ta, thì chúng ta không đổi những tài khoản đó đi mà chỉ làm y như theo hướng dẫn thôi. Và cũng có một nguyên nhân khác như là với người dùng bị lộ những tài khoản mật khẩu khác, người dùng thì hay có thói quen xấu là sử dụng chung một mật khẩu cho nhiều loại tài khoản chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta bị lộ một tài khoản nào đó thì có thể những tài khoản khác cũng sẽ bị truy cập và bị lộ theo. Như vậy là những cái thói quen đó là những thói quen mà chúng ta cần phải thay đổi ngay, đúng không? Để đảm bảo, tuy là hơi mất công một chút, nhưng mà đảm bảo là camera an ninh của nhà chúng ta được an toàn, cũng như là thói quen trong việc bảo mật tất cả những tài khoản khác của chúng ta, lưu trữ những cái thông tin khác nữa. Vậy thì theo anh thì nếu như mà camera an ninh của gia đình chúng ta mà bị kẻ xấu xâm nhập thì gia đình, gia chủ sẽ phải đối diện với những nguy cơ nào? Thực ra thì về phía người dùng cá nhân thì là những hình ảnh riêng tư nhạy cảm, nhưng nó rộng ra một chút với những công ty có sử dụng những hệ thống camera giám sát chẳng hạn, thì những cái bí mật công ty, những thông tin đều có thể bị lộ lọt ra ngoài. Và với việc những cái thiết bị mà tồn tại lỗ hổng
thì còn tiềm ẩn những nguy cơ khác đối với cộng đồng, như là thiết bị của chúng ta là vô tình bị tham gia vào những cái mạng botnet để mà sử dụng làm cái công cụ mà tấn công những cái trang web khác. Anh có thể giải thích rõ hơn về cái khía cạnh này được không ạ? Nghĩa là với những cái thiết bị IoT hiện nay thì nếu thiết bị không được cấu hình đúng cách, sử dụng mật khẩu yếu hoặc bị kẻ xấu truy cập từ xa, thì ngoài việc chính cái thông tin từ bên trong của chúng ta bị lộ lọt thì cái thiết bị đó có thể là bị cài mã độc và trở thành một con botnet để có thể là tham gia vào cái mạng lưới để mà đi đốt những cái trang web khác, thì có thể là tấn công làm sập những cái trang web, những cái trang báo uy tín chẳng hạn. Thì những năm vừa qua thì có những cái mã độc như mã độc Mirai chẳng hạn, lại lợi dụng chính những cái lỗ hổng từ những cái thiết bị IoT để mà tấn công ngược trở lại những cái trang web khác. Đấy. Đó là những điều mà có lẽ Thanh Huyền cũng mới được nghe, và chắc chắn là nhiều gia đình lắp camera cũng chưa hề biết tới đâu. Đúng rồi. Mọi người chỉ nghĩ rằng là nếu như mà lộ cái thông tin camera an ninh của gia đình thì những hình ảnh cá nhân riêng tư của gia đình sẽ bị lộ ra bên ngoài, và chắc chắn là chẳng ai thích điều này cả. Chẳng ai muốn mọi sinh hoạt trong gia đình mà cứ như là làm lộ thiên ở ngay ngoài đường vậy, đúng không ạ? Mọi người đều muốn là những cái hình ảnh của mình được giữ riêng tư ở trong nhà. Nhưng mà theo anh thì có cái nguy cơ nào là khi mà những cái hình ảnh của trong gia đình ấy mà bị lộ ra thì còn là cái cơ hội để kẻ xấu biết được, ví dụ như là những cái vị trí giấu tiền hay là két tiền hay là tài Thực sản quý giá trong nhà hay không? Cũng có thể, bởi vì là với việc kẻ xấu đã có thể truy cập từ xa và theo dõi những cái hoạt động của chúng ta, thì ngoài việc là kiểm tra cái tình trạng có chủ nhân ở nhà hay không, thì kẻ xấu có thể là ghi nhận những cái thói quen sinh hoạt của chúng ta, từ đấy là có thể lên những cái kế hoạch để mà tấn công ngôi nhà, hoặc là có thể là lên những kế hoạch để mà tấn công có chủ đích khác. Đúng rồi, rất là nguy hiểm, đúng không? Không chỉ biết những cái vị trí quan trọng mà chủ nhà cất giữ tiền bạc hay là những đồ quý giá, mà còn biết cả thói quen sinh hoạt, giờ giấc đi ngủ chẳng hạn, hay là khi nào ở tầng 1 có người, khi nào ở tầng 2 không có người, và ngay cả khi là gia đình đi vắng lúc nào thì kẻ xấu cũng rất dễ theo dõi. Nói đến đây Thanh Huyền cảm thấy thực sự là vô cùng nguy hiểm, giống như là một cái sơ hở, giống như để người ta có thể đâm từ sau lưng mình rất là dễ dàng, nếu như mà để lộ những hình ảnh từ camera an ninh của gia đình và mất tiền nhiều khi mà để rước họa vào nhà đây, đúng không ạ? Vậy thì nhiều người rất là băn khoăn đến lúc này, làm thế nào để biết rằng là camera an ninh của gia đình mình có bị đột nhập hay không? Và nếu như mà biết là camera an ninh của mình đang bị kẻ xấu đột nhập thì phải làm thế nào để thoát khỏi cái tình trạng đó? Thực ra song hành với cái những cảnh báo của BKV như tôi có nhắc tới ở đầu á, thì BKV cũng cung cấp những cái công cụ để mà người dùng có thể biết là camera của chúng ta có đang bị truy cập từ xa hay không. Thì người dùng có thể là sử dụng cái công cụ đó của BKV bằng cách là truy cập trang yh.vn. Cái phần công cụ thì chúng tôi có đưa lên những công cụ online, người dùng chỉ cần nhập thông tin vào đó là có thể check được cái tình trạng camera. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng khuyến cáo là phòng hơn chống, chúng ta cần phải có những cái biện pháp an ninh để mà tránh những cái nguy cơ có thể bị khai thác những cái hình ảnh riêng tư từ bên ngoài. Ví dụ như là chúng ta có thể là chọn những cái thiết bị lắp đặt có uy tín, bởi vì những cái thiết bị rẻ tiền thì đồng nghĩa là những cái phần mềm sử dụng cho những thiết bị đó thì có thể là được cốt một cách cầu thả và có thể tồn tại lỗ hổng. Ngoài ra thì với cái thói quen xấu là sử dụng cái tài khoản mặc định từ nhà cung cấp, khi mà đưa cho chúng ta giữ nguyên những cái tài khoản mật khẩu đó, ví dụ như là admin, và tài khoản admin thì mật khẩu là 1234 hoặc 12345 chẳng hạn. Thì đấy là những cái mật khẩu và tài khoản rất là yếu, có thể bị truy cập. Thêm nữa thì không một phần mềm nào thì có thể tự tin nói là không có lỗ hổng cả. Thì tuy nhiên định kỳ thì những cái thiết bị của chúng ta khi mà có những cái lỗ hổng được phát hiện thì đồng thời là nhà phát hành cũng đưa ra những cái bản vá. Người dùng cũng cần phải lưu ý là chúng ta phải kịp thời là cập nhật những cái bản vá đấy cho những thiết bị của chúng ta. Bởi nếu không thì rất có thể là chúng ta sẽ bị kẻ xấu khai thác qua cái lỗ hổng đấy. Như vậy là khi không thì chỉ là chúng ta phó thác cho thợ lắp một cái camera và bỏ đấy là xong, và chúng ta cứ theo dõi quanh năm ngày tháng, mà chúng ta cũng phải là những chủ động, là những người tiêu dùng thông minh để lựa chọn những cái loại camera có nhãn mác, có xuất xứ rõ ràng của những đơn vị có uy tín để chúng ta đảm bảo được tính bảo mật, đúng không ạ? Và sau đó thì công việc tiếp theo sau khi lắp camera thì chắc hẳn là phải đổi tên những và password. Những cái tài khoản, đúng rồi, tài khoản mật khẩu mặc định từ nhà cung cấp hoặc từ những kỹ thuật viên cho chúng ta, thì người dùng cũng có thể chủ động là đổi đi. Và ngoài ra chúng ta cũng nên xây dựng cái thói quen tốt là với những cái loại tài khoản quan trọng thì định kỳ chúng ta đổi mật khẩu đi. Ví dụ không chỉ là tài khoản camera đâu,
mật khẩu camera mà có thể là những tài khoản mạng xã hội hoặc mail chẳng hạn. Chúng ta cũng tài khoản ATM nữa, cũng định kỳ đổi mật khẩu đi. Có rất nhiều người không có thói quen đổi mật khẩu đâu, bởi vì họ sợ rằng là sau khi họ đổi xong thì quên mất và không thể nào vào lại tài khoản được nữa. Và ngay khi mà chúng ta đặt password cho camera của chúng ta thì cũng phải đặt những cái password có độ bảo mật cao. Đúng rồi. Những ví dụ như là đặt thật nhiều là sao thăng rồi dấu hỏi chấm rồi dấu gạch ngang, đúng không? Thực ra thì chúng ta có thể đặt mật khẩu mạnh bằng cách là kết hợp những ký tự viết hoa viết thường, những ký tự đặc biệt. Tuy nhiên thì cũng nên có quy tắc để mà tránh chúng ta rất dễ là quên, vì là hiện nay thì những người dùng bình thường có rất nhiều loại tài khoản dịch vụ khác nhau thì đôi khi người dùng có thể quên. Chúng ta có thể có những nguyên tắc đặt mật khẩu mà chỉ chúng ta biết thôi. À đúng rồi, bỏ một chút thời gian cho nó nhưng mà nó xứng đáng để chúng ta đầu tư thời gian, đúng không ạ? Và sau đó thì chúng ta cũng phải thường xuyên là cập nhật, nâng cấp cái phần mềm của camera, đúng không ạ? Việc này chúng ta có thể tự làm ở nhà được không? Người dùng hoàn toàn có thể tự làm được, bởi vì nhà phát hành thì có thể đưa ra những cái bản vá người dùng truyền tải về, sau đấy tự cấu hình lại được thôi. À như vậy chúng ta phải thường xuyên nâng cấp phần mềm, cũng như là việc là chúng ta lên trang web để check lại xem là camera của chúng ta có bị đột nhập hay không. Vâng. Vậy thì theo anh thì ngoài camera ra thì ở trong gia đình của chúng ta liệu là còn có cái thiết bị công nghệ nào mà có thể phản chủ, có thể trở thành những cái thiết bị gián điệp để cho người ngoài biết thông tin cá nhân của gia đình hay không? Thực ra về nguyên tắc thì thiết bị nào cũng có nguy cơ bị khai thác. Tuy nhiên thì với những thiết bị mà có khả năng ghi âm, ghi hình thì chúng ta rất dễ bị lộ những cái thông tin riêng tư hơn. Ngoài camera an ninh thì chúng ta có thể là có tivi thông minh thì cũng có khả năng ghi âm, hoặc là hiện nay thì loa thông minh cũng là một trong những mối nguy cơ. Và những cái thiết bị đồ chơi khác chẳng hạn, như đồ chơi cho trẻ nhỏ thôi, đôi khi mà có tính năng truy cập từ xa thì hoàn toàn cũng có thể là bị kẻ xấu khai thác ngược lại để thu thập những cái thông tin trong gia đình. Ví dụ bây giờ có rất nhiều bé là có đồng hồ đeo tay để định vị. Đúng rồi. À nếu như mà chúng ta sơ hở thì cũng có thể là định vị luôn cả vị trí của bé, kẻ xấu có thể biết được, đúng không? Đúng rồi. Ngoài ra thì những thiết bị như là điện thoại hay là máy ảnh của chúng ta chụp rất nhiều hình ảnh hay là video thì cũng có thể, nếu mà để lộ ra ngoài thì cũng không hay và có thể là bất lợi rất nhiều cho gia đình. Một lần nữa cảm ơn anh Hữu Cường đến từ BKAV đã giúp cho khán giả của Chào Buổi Tối có thêm rất nhiều những thông tin hữu ích từ việc lắp đặt camera đảm bảo an ninh cho camera ở trong nhà của mình. Và thưa quý vị, để đảm bảo sự an toàn cho chính ngôi nhà của mình thì có người ví rằng là chúng ta nên xem camera an ninh như tài khoản ngân hàng chứa tài sản của mình. Tiền trong tài khoản ngân hàng mất còn kiếm lại được, chứ mà những hình ảnh sinh hoạt riêng tư bị tung lên mạng thì khó lòng có thể xóa sạch được. Hãy cảnh giác, cẩn trọng ngay từ lúc lắp đặt, bởi chẳng ai muốn bỏ tiền ra để đi rước tai mắt của kẻ xấu về nhà của mình.